Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Sáng hôm nay thì trên trang Phương Thanh có tích xanh nha cả nhà. Xuân Mỹ để trên màn hình đó cả nhà. Chị Chanh Phương Thanh của chúng ta đã có gì ta tốt, rất là thẳng thắn. Nhưng mà thật sự là rất thật nha cả nhà. Thường thường người ta nói thẳng nói thật thì lời thật thì sẽ dễ mất lòng nhất là những người lợi dụng tên tuổi danh nghĩa showbiz để trục lợi chẳng hạn, hay là sử dụng những cái gì để Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe ha. Và Xuân Mỹ muốn đưa cái thông tin này để cho khán giả trên kênh của Xuân Mỹ có cái nhìn công tâm và có cái nhìn lại lựa chọn cho mình những người nghệ sĩ thật sự chân chính, diễn những show diễn có tâm để chúng ta xem, và chúng ta đừng mất thời gian với những người mà như chị Chanh Phương Thanh đề cập. Bây giờ Xuân Mỹ xin đọc cái status này, mặc dù Xuân Mỹ để trên màn hình nhưng mà Xuân Mỹ muốn đọc cho cả nhà nghe ha. Status này là suy nghĩ rất thẳng nhưng thật, mong mọi người đóng góp comment để cùng nhau xây dựng. Nghệ sĩ làm nghề phải có cái chất nghệ và sĩ diện. Cái chất nghệ và chữ sĩ diện viết qua nghe mọi người, viết in nha. Về thanh danh cái nghề mới được gọi là nghệ sĩ. Tức là chị Chanh muốn nhấn mạnh đó, những cái từ nào mà chị ấy nhấn mạnh thì chị ấy sẽ viết in qua nha cả nhà. Nghệ sĩ sống mà mang lợi ích cho cái công việc mới được gọi là người công chúng. Nghệ sĩ sẽ khoe với khán giả về tài năng và những việc làm có lợi cho tinh thần và cảm xúc chung cho mọi người. Chúng ta trao gửi yêu thương, lưu luyến sau buổi diễn về. Vẫn còn nhớ cảm xúc bài hát hay câu chuyện người nghệ sĩ trình diễn, chứ chúng ta không trao tình dục cho nhau. Nghệ sĩ có tính lãng mạn, họ tạo ra quyến rũ nồng nàn, bay bổng cảm xúc như trên mây, chứ không mang tính đỉ. Chữ đỉ này viết qua nghe cả nhà. Đây. Và đàn điếm ăn chơi lên sân khấu, họ chỉ diễn những vai đỉ hoàn cảnh, chứ họ không phải là đỉ tiền. Cho nên các anh chị đỉ tiền tạm tha cho showbiz có thể làm nghệ thuật một cách sạch sẽ. Khán giả đã quá mệt với cái showbiz lẩu thập cẩm tả biến lù, business tùm lum rồi. Ngành nghề nào cũng có cái chất riêng của nó, hãy trả lại cho người làm nghệ thuật cái chất đúng sân nơi họ. Cái chất đúng sân chơi của họ. Khán giả cũng tới lúc phải phân biệt giùm rồi đó, ai là người làm nghệ thuật, ai lợi dụng làm anh đĩ chị đĩ tiền trong showbiz để không còn bị phiền lòng vì hai tiếng nghệ sĩ. Nghệ sĩ thật sự họ cũng bị tổn thương á. Đó, cái câu này Xuân Mỹ bôi xanh cho cả nhà nè. Chị Chanh nói thẳng và cũng mong khán giả hãy phân biệt ai là người làm nghệ thuật thật sự, ai lợi dụng làm anh chị .. tiền trong showbiz để không còn bị phiền lòng bởi hai tiếng nghệ sĩ. Chứ nghệ sĩ chung nó sẽ bị đánh đồng nha cả nhà. Những cái người xấu trục lợi, những cái người làm vấy bẩn showbiz thì cũng mang tiếng là nghệ sĩ nha cả nhà. Ai tranh thủ hốt vét tiền cho tàn mạt cái showbiz thành show chậu rẻ tiền thì cũng tới lúc rồi đó. Nghệ thuật là điều cần cho mọi người giải trí sau những ngày giờ mệt mỏi vì công việc không quá là cao siêu, nhưng rất cần sự trung gian của nghệ thuật, vì nghệ thuật là sự giao thoa của các tầng lớp. Giờ mọi thứ nhẹ nhàng lại cảm xúc, hãy cho nghệ thuật bay bổng và đừng ngã giá nữa nha cả nhà. Chị Chanh là một người có những cái phát biểu rất là thẳng thắn trong việc lùm xùm showbiz từ tháng 6 mà chị Hằng Đại Nam lên tiếng tố về việc từ thiện và nó diễn ra từ tháng 6 năm 2021 đến nay. Xuân Mỹ qua cái sự vụ mà chị Đại Nam chỉ đưa ra đó, cũng những vấn đề liên quan đến nghệ sĩ thì chị Chanh Phương Thanh là người lên tiếng rất là thẳng thắn. Chị ấy nói là đã đến lúc cần thanh lọc lại showbiz. Chị ấy không có thẳng thừng là bày tỏ quan điểm là
đi theo ý kiến của chị Đại Nam tuyệt đối, nhưng chị ấy có một cái chính kiến riêng. Chị ấy cũng kêu gọi mọi người là hãy bình tâm nhìn nhận sự việc một cách chân thành đúng đắn nha cả nhà. Và cái hình ảnh trên đây là cái hình ảnh phục trang mà chị Chanh làm cái MV, để Xuân Mỹ xem cái MV gì Chân Mây. Bây giờ Xuân Mỹ mở cái bình luận mà bình luận để cho cả nhà xem ha. Xem hết các bình luận nè. Nè, Chân Mây là đạt triệu view ngày hôm qua rồi đó cả nhà. Cái Chân Mây chị ấy liên kết với một bạn nữa nè, cái chị giới thiệu đường link cho trên YouTube về cái MV Chân Mây cả nhà. Và chị ấy có một cái comment dưới status của mình. Chanh viết status kiểu này, người trong nghề có tính nghệ thuật thật sự sẽ rất thích. Thanh thanh mọi người sẽ chia, chúng ta cần có những tư tư duy suy nghĩ rõ ràng ha cả nhà. Đó, thì cái bài này nhận được 16 lượt chia sẻ, 1,9 ngàn bình luận, ủa 1,9 ngàn thích và 232 bình luận. Thì Xuân Mỹ đưa lại cái tút này ở trên màn hình để cho cả nhà xem ha. Và để lại gần nè. Sở dĩ Xuân Mỹ đọc cái Xuân Mỹ làm cái video về cái tút của chị Chanh á, thì chị Chanh Phương Thanh cũng là một trong những người mà có từng xảy ra nhiều cái lùm xùm trong showbiz, và chúng ta cũng đã biết trên truyền thông rồi ha. Nhưng mà từ cái những từ 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 những cái lùm xùm trước đó, chị Chanh có một khoảng thời gian rất lâu, nhiều năm không nhận show, không, nói chung là không có giảm cái tần suất xuất hiện cả nhà. Trong hoạt động nghệ thuật thì giảm cái tần suất xuất hiện, nhưng mà thời gian gần đây khi chị ấy tái xuất trên sân khấu thì rất rất nhiều show nha cả nhà. Có thể nói Tết năm nay, trước Tết và sau Tết, chị Chanh Phương Thanh là người đắt show nhất nha cả nhà, người đắt show nhất trong trong showbiz. Và hiện nay thì vẫn còn show nhiều nha cả nhà. Đây bây giờ Xuân Mỹ kéo lên nè. Xuân Mỹ đọc lại ha cả nhà, Xuân Mỹ đọc lại cái lịch diễn nè, chị ấy đã đưa nè, 6 tháng 3 ra mắt MV Chân Mây, từ ngày 6 tới ngày 9 là đã được 1 triệu view nha cả nhà. Và từ 18 tháng 3 cho tới hết tháng 4 là hình như là chị ấy tới 23 tháng 4 luôn nè, là chị ấy diễn 18 tháng 3 thì diễn ở Mỹ, và tháng 4 cũng có show diễn ở Mỹ, 8 tháng 4 thì ở Quảng Bình, 16 tháng 4 Hà Nội, 23 tháng 4 thì Lulu Lola, và 29 tháng 4 thì May Sài Gòn cùng Ben Ngũ Cung cả nhà. Đây đó, những cái poster mà chị Chanh Phương Thanh sẽ diễn. Một cái người mà thẳng thắn, có cái sự phát biểu thẳng thắn và làm khẳng định mình làm nghề chân chính và sống bằng cái nghề hát, chứ không có chiêu trò, không có lợi dụng showbiz để trục lợi hay là như cái status mà Xuân Mỹ vừa đọc đó cả nhà. Liên quan đến nghệ sĩ, Xuân Mỹ nói về chị Phương Thanh để là nói về một một người vừa mới đây thì Sở Thông tin Truyền thông đã có xử phạt Quách Ngọc Tuyên 7,5 triệu đồng vì cung cấp chia sẻ thông tin không đúng sự thật về trường hợp từ thiện. Cũng liên quan đến từ thiện nha cả nhà, cũng liên quan đến từ thiện. Đây cả nhà hãy bấm theo dõi trang của Phương Thanh, có mở ngoặc tranh nè, có tích tích xanh ha. Xuân Mỹ kéo ra sang chút để cho cả nhà thấy được hình ảnh đại diện của chị Phương Thanh nè cả nhà. Đó, để cao cao lên chút đó, cả nhà hãy theo dõi ha. Xuân Mỹ xin đọc cái thông tin mà Sở Thông tin Truyền thông phạt Quách Ngọc Tiên nha cả nhà.
Ngày 9 tháng 3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin trên là Quách Ngọc Tuyên bị phạt 7,5 triệu vì cung cấp chia sẻ thông tin không đúng sự thật về trường hợp từ thiện. Quá trình làm việc, Quách Ngọc Tuyên hợp tác chân thành để giải quyết vụ việc đưa thông tin không đúng sự thật. Ông Thọ nói, cụ thể ngày 8 tháng 3, Sở Thông tin Truyền thông ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với diễn viên Quách Ngọc Tuyên về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin có nội dung không đúng sự thật lên mạng xã hội, mức xử phạt hành chính là 7,5 triệu đồng. Về phía diễn viên Quách Ngọc Tuyên, anh chia sẻ ngày hôm qua 8 tháng 3 làm việc với Chánh thanh tra Sở Thông tin Truyền thông và BA03 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Anh gửi lời cảm ơn và xin lỗi khi đã vô tình làm ảnh hưởng đến mọi người. Trong những ngày qua, Quách Ngọc Tuyên bày tỏ mong muốn Mạnh Thường Quân đã ủng hộ, đặc biệt là nữ Mạnh Thường Quân đã ủng hộ 100 triệu cho trường hợp kia, đồng hành với anh và đưa cái chuyện này ra ánh sáng tốt hơn thì lấy lại tiền cho mọi người, xử phạt đúng người đúng tội. Trước đó thì thông tin của cơ quan truyền thông đã đưa thì Quách Ngọc Tuyên chia sẻ kêu gọi giúp đỡ một trường hợp khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Sau 3 tháng chữa trị đã không còn kinh phí làm phẫu thuật, trước khi chia sẻ anh gọi điện thoại đến số điện thoại trên. Hình ảnh câu chuyện của bé lấy được nhiều nước mắt bạn đọc cộng đồng, mang nhiều người tin tưởng ủng hộ, đóng góp gửi về tài khoản, trong đó có một trường hợp chia sẻ cô đã chuyển 100 triệu. Tuy nhiên sau đó nhiều thông tin rộ lên rằng nạn nhân trong ảnh thực chất là đã mất. Kẻ lừa đảo đã mạo danh gia đình lấy hình ảnh của em để nhận tiền bất chính. Sau khi xác nhận ngày 1 tháng 3 Tuyên chính thức lên tiếng xin lỗi. Quách Ngọc Tuyên cho biết sau khi xác nhận mình biết vụ việc, anh đã trình báo công an, cung cấp đầy đủ thông tin, số điện thoại, số tài khoản người trục lợi, trình bày tất cả vụ việc. Quách Ngọc Tuyên làm việc cùng Chánh thanh tra Sở Thông tin thành phố Hồ Chí Minh cùng BA03 Công an thành phố Hồ Chí Minh và công an điều tra nên anh đang sinh sống. Đó thì cả nhà thấy một diễn viên, diễn viên Quách Ngọc Tuyên này được biết là đệ tử của anh nghệ sĩ hài HL đó cả nhà, và đàn em đó cũng dính dáng trong vụ từ thiện ha cả nhà. Đó, cả nhà thấy như vậy, Xuân Mỹ dẫn dụ một ví dụ như vậy để làm rõ cái tút này của chị Chanh Phương Thanh nè cả nhà. Đó làm rõ cái tút này đó, đã đến lúc nghệ sĩ làm nghề thật sự ha. Đó đây, ai tranh thủ hốt vét nè, cái câu này nè đó, ai tranh thủ hốt vét tiền cho tàn mạc cái showbiz thành show chậu rẻ tiền thì cũng tới lúc rồi đó, phải xem lại ha. Lợi dụng tên tuổi của mình kêu gọi từ thiện này nọ nọ kia đó, bây giờ không biết có làm, bây giờ bị phạt rồi đó, chính thức bị phạt ha cả nhà. Mọi người, bây giờ khán giả hãy cẩn thận ha. Chị Chanh khẳng định nghệ thuật là điều cần cho mọi người giải trí sau những ngày giờ mệt mỏi vì công việc không quá là cao siêu, nhưng rất cần sự trung gian của nghệ thuật, vì nghệ thuật là sự giao thoa của các tầng lớp, giờ mọi thứ nhẹ nhàng lại cảm xúc. Rồi Xuân Mỹ nhắc lại ha, chị Chanh cũng nhắn nhủ khán giả cũng tới lúc cũng phải phân biệt rồi đó, ai làm nghệ thuật, ai lợi dụng làm anh chị tiền trong showbiz để không còn phiền lòng, để không có phải là bị hiểu nhầm ha cả nhà. Hiểu thật sự một người nghệ sĩ cũng giống như cậu Út Gò Công gì đó cả nhà. Sở dĩ xưa hôm nay Xuân Mỹ đưa tin về chị Chanh Phương Thanh bởi vì chị ấy cũng là một trong những dàn nghệ sĩ có tên tuổi tham trước đây, có tên trong poster cùng tham gia show diễn Kim Cường, và chị ấy nói tuổi trẻ thì cần được ủng hộ, ai sống bằng nghệ thuật chân chính thì chị ấy sẽ ủng hộ, nhất là giới trẻ, những tài năng trẻ. Chị ấy hết sức ủng hộ những tài năng trẻ, trong đó có em Cường, nên chị ấy tham gia show diễn có em Cường, có tên em Cường nha cả nhà. Và bây giờ chị ấy nói lại một lần nữa rồi đó, thì thông qua video clip này Xuân Mỹ muốn nhắn nhủ với khán giả trên kênh của Xuân Mỹ, riêng trên kênh Xuân Mỹ, hãy tỉnh táo và hãy lựa chọn những tác phẩm, những nhạc phẩm, những vở diễn, những bộ phim thật sự có sự đóng góp của những tên tuổi nghệ sĩ làm nghệ thuật chân chính như chị Phương Thanh nói cả nhà. Và hãy là giữ tiền trong túi mình. Bởi vì người ta nói là tiền trong túi mình là của mình, nhưng mà đã trao đi, đã đưa cho người khác, người ta muốn sử dụng như thế nào ta sử dụng. Thì mọi người thấy gần đây, cách đây nửa tháng, là một
một cái kẻ mạo danh tài khoản để trục lợi tiền từ thiện cũng sống ở Kiên Giang cũng đã bị công an bắt ha, và nhiều cái việc từ thiện cũng liên quan đến nghệ sĩ. Thì mong rằng từ từ cái gì mà cỏ dại sẽ được dọn bớt để hoa thơm lấn dần. Trong showbiz cũng vậy, trong cuộc sống cũng vậy. Cỏ dại mà không ảnh hưởng thì còn có thể chấp nhận, nhưng mà cỏ dại mà còn gây hại cho hoa thơm thì chúng ta cần dọn bỏ ha cả nhà. Hy vọng là chị Chanh Phương Thanh nói được làm được và có những cái show diễn, những cái tác phẩm âm nhạc để phục vụ cho công chúng thật sự mang chính cái tầm của mình trong đó. Một lần nữa xin chúc khán giả xa gần vui khỏe bình an, nhớ bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ, và xem xong video clip nhớ bấm like cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Bởi vì những cái like đó chị cái like nó nằm ở dưới video bên trái, dưới video Xuân Mỹ bên trái nha cả nhà, và những cái like đó là hỗ trợ tinh thần cho Xuân Mỹ ra những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.